Thưa quý vị, hôm 5 tháng 7, hãng tin Kyodo cho biết chính phủ Nhật Bản xác nhận Trung Quốc đã lắp đặt một phao tiêu trên vùng biển quốc tế trên thềm lục địa phía nam của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Đây là một động thái có thể làm căng thẳng thêm quan hệ song phương. Quan chức Nhật Bản nói rằng, thật đáng tiếc khi Trung Quốc lắp đặt một phao tiêu nhỏ ở vùng biển ngoài khơi đảo chính phía tây Shikoku của Nhật Bản và phía bắc đảo Okinotori cực nam mà không giải thích mục đích và các chi tiết khác. Phía Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc không làm suy yếu lợi ích hàng hải của Nhật Bản. Còn phía Bắc Kinh thì trả lời rằng họ lắp đặt phao tiêu để theo dõi sóng thần và không có ý định xâm phạm chủ quyền của Tokyo đối với thềm lục địa. Đây chỉ là một trong vô số lần Bắc Kinh và Tokyo va chạm với nhau về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Sự việc diễn ra trùng thời điểm những căng thẳng giữa chính Trung Quốc và Philippines dâng cao tại bãi cỏ mây. Cùng lúc, dường như Bắc Kinh đang đối đầu với cả hai đồng minh của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Sự quyết đoán và hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc vừa hay lại thúc đẩy các nước như là Philippines và Nhật Bản ngày càng xích lại gần nhau, chia sẻ tầm nhìn và thậm chí là kết liên minh để chống lại những mối nguy an ninh ngày một hiển hiện rõ ràng. Sự o ép của Trung Quốc đẩy Nhật Bản và Philippines gần nhau. Phía Trung Quốc cho rằng Điếu Ngư là một phần lãnh thổ của họ và vùng biển xung quanh thuộc thẩm quyền của nước này. Thế nên Trung Quốc có quyền hợp pháp và chính đáng khi lắp đặt các phao tiêu dữ liệu thủy văn và khí tượng ở những khu vực đó. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự và sự quyết đoán trên biển ở vùng biển khu vực, với việc Nhật Bản phản đối các vụ xâm phạm liên tục của tàu Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư. Quần đảo Điếu Ngư Senkaku nằm khoảng 170 km về phía đông bắc Đài Loan, khoảng 330 km về phía đông Trung Quốc đại lục và cách khoảng 410 km về phía tây nam của đảo Okinawa của Nhật Bản. Theo Điều 76 của UNCLOS, thềm lục địa của một quốc gia là phần mở rộng tự nhiên của đất liền của quốc gia đó đến rìa ngoài của bờ lục địa, hoặc 200 hải lý tính từ đường cơ sở nếu rìa ngoài của bờ lục địa nằm gần hơn. Nếu theo UNCLOS thì Điếu Ngư, Senkaku không thuộc Nhật Bản, cũng không phải của Trung Quốc mà thuộc về Đài Loan. Tuy nhiên, Nhật Bản tuyên bố rằng quần đảo Senkaku đã thuộc về lãnh thổ của họ từ năm 1895 và không có bất kỳ tranh chấp nào về chủ quyền cho đến khi phát hiện ra khả năng tồn tại của các nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển vào cuối những năm 1960. Nhật Bản khẳng định rằng quần đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ dựa trên quy tắc của UNCLOS, còn Trung Quốc vẫn như mọi lần tuyên bố rằng quần đảo Điếu Ngư đã là một phần của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại dựa trên các tài liệu lịch sử và bản đồ cổ. Và cũng lại tuyên bố rằng quần đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ theo UNCLOS. Đó là lý do mà hai quốc gia này đi vào tranh chấp phức tạp về quần đảo Senkaku, Điếu Ngư mà tòa án quốc tế và luật biển cũng khó giải quyết được do tính chồng chéo lợi ích của nhau. Trong bối cảnh đó, Philippines trong những ngày gần đây cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc sau những phát ngôn tưởng chừng như là dịu xuống của quan chức Bắc Kinh. Mối đe dọa từ Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này khiến hai quốc gia Philippines và Nhật Bản đi tới hợp tác an ninh quốc phòng. Reuters ngày 8 tháng 7 đưa tin Philippines và Nhật Bản sẽ ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng RAA. Điện Malacanang cho biết đích thân Tổng thống Bongbong Marcos sẽ chứng kiến lễ ký kết Hiệp ước An ninh Philippines-Nhật Bản. Philippines sẽ là quốc gia thứ 3 ký kết RAA với Nhật Bản sau Úc và Anh. Vậy RAA bao gồm những gì và tại sao điều này lại quan trọng đối với cả Philippines và Nhật Bản? Thỏa thuận tiếp cận đối ứng RAA là một thỏa thuận quốc phòng song phương được ký kết giữa hai quốc gia, trong trường hợp này là Philippines và Nhật Bản. Hiệp định này được thiết kế để tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước. Nó bao gồm các khía cạnh chính như sau. Thứ nhất, mục đích chính là tăng cường hợp tác quân sự. Hiệp định RAA tạo điều kiện cho các lực lượng quân sự của hai quốc gia có thể tiếp cận lẫn nhau một cách dễ dàng hơn, thông qua các hoạt động chung như là diễn tập quân sự, huấn luyện và hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời, thỏa thuận này giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước các tình huống khẩn cấp và thách thức an ninh trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hai, nội dung chính của RAA là quân đội của Nhật Bản có thể đến Philippines, cũng như là ngược lại, để tham gia vào các hoạt động quân sự và phi quân sự chung. Điều này bao gồm việc sử dụng các cơ sở quân sự và cảng biển của nhau.
Hiệp định cung cấp khung pháp lý cho các hoạt động hỗ trợ hậu cần, bao gồm việc cung cấp nhiên liệu, đạn dược và các thiết bị quân sự khác. Nó cũng cho phép hai bên xây dựng và sử dụng các cơ sở hạ tầng quân sự chung. Đặc biệt, thỏa thuận này đảm bảo các biện pháp bảo vệ nhân sự và thiết bị quân sự của hai bên khi hoạt động trên lãnh thổ của nhau. Thứ ba, về ý nghĩa chiến lược, IAA là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Philippines và Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực Biển Đông và Đông Á. Hiệp định này giúp hai nước phối hợp tốt hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh chung, bao gồm sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và các hoạt động phi pháp khác. Quan trọng hơn là việc ký kết IAA giữa Philippines và Nhật Bản cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các quốc gia khác trong khu vực về cam kết của hai nước đối với an ninh và ổn định khu vực. Vậy thì nó có ý nghĩa liên quan gì tới các bên? Đối với Nhật Bản, hiệp định này tạo điều kiện cho lực lượng quân sự Nhật Bản và Philippines hợp tác chặt chẽ hơn trong các hoạt động quân sự như là diễn tập chung, huấn luyện và hỗ trợ nhân đạo. Hiệp định này giúp Nhật Bản tăng cường khả năng phòng thủ chung trong khu vực, đặc biệt là đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc ở Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông. Nó cũng giúp Nhật Bản củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, qua đó tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu vực Đông Nam Á. Còn đối với Philippines, hiệp định IAA mang lại cho họ sự hỗ trợ quân sự từ Nhật Bản, bao gồm cung cấp thiết bị, công nghệ và đào tạo quân sự. Hợp tác với Nhật Bản giúp Philippines bảo vệ chủ quyền trước các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiệp định này có thể mang lại đầu tư vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở Philippines, giúp phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quốc phòng. Còn đối với Trung Quốc, hiệp định IAA giữa Nhật Bản và Philippines tạo ra một thách thức chiến lược lớn, làm giảm ảnh hưởng và sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Nhật Bản và Philippines có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông và mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, hiệp định IAA có thể kích động phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản và Philippines cũng như là các đồng minh của họ. Do vậy, thỏa thuận tiếp cận đối ứng giữa Nhật Bản và Philippines có ý nghĩa chiến lược lớn, giúp tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Hiệp định này không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ của Nhật Bản và Philippines, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia đối mặt với các mối đe dọa chung. Hợp tác quân sự giữa Nhật Bản và Philippines có những tác động đáng kể đối với Trung Quốc, tạo ra một loạt các thách thức an ninh và chiến lược. Rõ ràng, hợp tác quân sự giữa hai nước sẽ dẫn đến sự tăng cường sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực, bao gồm các hoạt động huấn luyện, diễn tập chung và thậm chí là triển khai lực lượng quân sự. Điều này có thể gây sức ép lên các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Việc nâng cao khả năng phòng thủ của Philippines thông qua hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị quân sự từ Nhật Bản có thể làm giảm khả năng Trung Quốc thực hiện các hành động quân sự quyết đoán hoặc gây hấn trong khu vực. Mặt khác, hợp tác này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cả Nhật Bản và Philippines đều sẽ có lợi ích trong việc duy trì tự do hàng hải và hàng không cho khu vực này, điều mà Trung Quốc luôn cố gắng kiểm soát. Cú bắt tay đầu tiên cho khu vực này sẽ khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực tăng cường hợp tác quân sự với nhau và với các cường quốc bên ngoài như là Mỹ, làm phức tạp thêm tình hình đối với Trung Quốc. Hợp tác của hai nước buộc Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc kiểm soát tình hình và duy trì ảnh hưởng của mình. Bây giờ Nhật Bản và Philippines hợp tác quân sự sẽ tạo ra một đối trọng quan trọng với sức mạnh quân sự đang gia tăng của Bắc Kinh, giúp cân bằng quyền lực khu vực. Nếu phân tích riêng về ý nghĩa về mặt quân sự và an ninh, thì thỏa thuận IAA giữa Nhật Bản và Philippines mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự và an ninh cho cả hai quốc gia, cũng như là tác động đến tình hình khu vực. Hiệp định sẽ cho phép Nhật Bản và Philippines triển khai lực lượng quân sự đến lãnh thổ của nhau, bao gồm cả việc sử dụng căn cứ quân sự để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ chung và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy Nhật Bản nằm ở Đông Bắc Á, gần với bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, và có lợi thế quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến đường biển ở Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản. Các căn cứ quân sự của Nhật Bản, đặc biệt là trên các đảo như là Okinawa, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động hàng hải trong khu vực. Còn Philippines nằm ở trung tâm Biển Đông, gần các tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng và gần các khu vực tranh chấp với Trung Quốc như là quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough. Manila có các căn cứ quân sự trên các đảo chính của Philippines, cung cấp các điểm triển khai chiến lược cho các hoạt động quân sự và giám sát hàng hải. Bây giờ hai nước ký hiệp định IAA, nó hình thành một vành đai đầu tiên chặn tham vọng mở rộng của Trung Quốc trong khu vực. Cho nên nhiều nhà phân tích cho rằng Philippines và Nhật Bản đã ký một hiệp định mang tính bước ngoặt nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Nếu bây giờ Malaysia và Việt Nam mà cùng tham gia hiệp định này thì đồng nghĩa với việc đường lưỡi bò chính thức bị phong bế, nói cách khác là lưỡi bò nằm trong giỏ. Cách đây vài ngày,
Philippines lại đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu, đó là từ chối lời đề nghị hỗ trợ các hoạt động ở Biển Đông của Hoa Kỳ sau khi xảy ra căng thẳng với Trung Quốc về nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines trên một bãi cạn đang tranh chấp. Tổng tư lệnh quân đội nước này đã cho biết. Tại sao Philippines lại từ chối sự hỗ trợ của Mỹ? Lý do có thể vì những nguyên nhân như sau. Thứ nhất là cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Philippines có mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn của Manila và đầu tư từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Philippines. Do đó, Philippines có thể muốn tránh làm tổn hại quan hệ kinh tế này bằng cách không quá lệ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ. Việc chấp nhận hỗ trợ từ Hoa Kỳ có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, điều mà Philippines muốn tránh để duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Thứ hai là chính sách đối ngoại độc lập. Tổng thống Philippines đã nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập của Philippines, cố gắng không hoàn toàn lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc duy trì một vị thế cân bằng giữa các siêu cường để đảm bảo lợi ích quốc gia tốt nhất. Philippines có thể ưu tiên giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông thông qua các kênh song phương và đàm phán trực tiếp với Trung Quốc hơn là thông qua sự can thiệp của một bên thứ ba như là Hoa Kỳ. Thứ ba là nhạy cảm quốc tế và nội bộ. Sự can thiệp của Hoa Kỳ trong các tranh chấp ở Biển Đông có thể gây ra phản ứng tiêu cực từ các quốc gia khác trong khu vực và cộng đồng quốc tế, làm phức tạp thêm tình hình và tạo ra sự chia rẽ trong ASEAN. Đặc biệt là trong nước, có thể có những ý kiến trái chiều về việc nhận hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ phức tạp giữa các cường quốc trong khu vực. Các quyết định liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia thường nhạy cảm và cần cân nhắc nhiều yếu tố chính trị và xã hội. Thứ tư, chiến lược dài hạn. Philippines có thể đang xây dựng một chiến lược quốc phòng dài hạn nhằm tự nâng cao khả năng phòng thủ và tự chủ thay vì dựa vào sự hỗ trợ bên ngoài. Việc từ chối hỗ trợ của Hoa Kỳ có thể là một phần trong kế hoạch này, cũng có thể là một chiến lược đàm phán để đạt được các điều kiện tốt hơn hoặc đảm bảo sự hỗ trợ quân sự theo cách phù hợp hơn với lợi ích của Philippines. Nếu nhìn trên một bức tranh tổng thể, chúng ta sẽ thấy Nhật Bản là đồng minh ruột của Mỹ và cũng là một trong bốn nước châu Á-Thái Bình Dương tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO để đối phó với mối đe dọa của Bắc Kinh. Nói thẳng ra, vai trò của Mỹ trong cuộc đối đầu này vẫn còn đó. Mỹ vẫn là đối thủ sau cùng của Trung Quốc. Bốn nước châu Á-Thái Bình Dương tham dự hội nghị thượng đỉnh để đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 7 tháng 7 cho biết Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đều sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này tại Washington, khiến cả NATO và các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương trở nên mạnh mẽ hơn trong việc đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Tin tức này có tác động cực kỳ quan trọng không chỉ đối với các quốc gia tham gia mà còn đối với tình hình địa chính trị toàn cầu. Một là tăng cường hợp tác an ninh và quân sự, sự liên kết giữa NATO và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sự tham gia của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vào hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ củng cố mối quan hệ đồng minh giữa các nước NATO và các đối tác khu vực. Điều này không chỉ gia tăng sự hợp tác quân sự và an ninh, mà còn mở rộng phạm vi hoạt động của NATO ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương. Các cuộc thảo luận và hợp tác tại hội nghị sẽ giúp các quốc gia này điều chỉnh và phối hợp chiến lược đối phó với những thách thức từ Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như an ninh mạng và các mối đe dọa phi truyền thống khác. Sự hợp tác và hiện diện quân sự của các quốc gia này trong khuôn khổ NATO gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, răn đe các hành động bành trướng và khẳng định cam kết bảo vệ ổn định và an ninh khu vực. Khi việc tăng cường hợp tác sẽ cải thiện khả năng chia sẻ thông tin tình báo và giám sát, sẽ giúp các nước nhanh chóng phát hiện và phản ứng trước các động thái của Bắc Kinh. Hai là tác động kinh tế và thương mại. Sự liên kết chặt chẽ hơn về mặt quân sự giữa các quốc gia này và NATO có thể dẫn đến căng thẳng trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Bắc Kinh có thể đáp trả bằng cách áp đặt các biện pháp kinh tế hoặc hạn chế thương mại để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia này có thể tìm cách đa dạng hóa đối tác thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế với nhau cũng như với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Ba là tác động đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tham gia hội nghị NATO có thể thúc đẩy ASEAN và các quốc gia khu vực khác tăng cường hợp tác an ninh và quân sự để đối phó với các mối đe dọa chung từ Trung Quốc. Sự hiện diện quân sự và hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia này và NATO có thể giúp duy trì ổn định khu vực và bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 4 là leo thang rủi ro xung đột. Sự gia tăng hiện diện quân sự và hợp tác giữa các quốc gia này và NATO có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột với Trung Quốc, đặc biệt nếu các hành động này được coi là đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Bắc Kinh. Nhìn chung, có cái lợi và có cái bất lợi trong việc Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO để chống lại Trung Quốc.
Điều nguy hiểm nhất là Bắc Kinh có thể lấy đây là cái cớ để thực hiện các biện pháp quân sự mà họ cho rằng họ buộc phải phản vệ. Điều này gây rắc rối rất lớn đối với khu vực và quốc tế, vì phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của cuộc chiến chống Trung Quốc mạnh mẽ hơn nhiều so với cuộc chiến chống Nga ở Ukraine. Có khán giả nói rằng, tại sao đối phó với Trung Quốc lại trở nên khó khăn như vậy? Đánh giá một cách khách quan việc chống lại Trung Quốc trong một số vấn đề quốc tế có thể gặp khó khăn là do nhiều lý do phức tạp. Về kinh tế và thương mại thì Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nguồn cung cấp hàng hóa quan trọng cho nhiều quốc gia. Do đó, nhiều quốc gia có kinh tế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Điều này làm cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại trở nên khó khăn. Về quân sự và chiến lược, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lực quân sự và có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc và các liên kết quân sự quan trọng là một yếu tố ngăn cản trong việc hành động quân sự hoặc áp đặt sức ép. Về liên kết và ảnh hưởng, Bắc Kinh đã xây dựng một mạng lưới liên kết và ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ, bao gồm các mối quan hệ ngoại giao, đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự hiện diện trong các tổ chức quốc tế. Điều này có thể làm cho việc đạt được sự đồng thuận quốc tế trong việc chống lại Trung Quốc trở nên khó khăn. Về thực tế chính trị và văn hóa, sự khác biệt về hệ thống chính trị và văn hóa giữa các quốc gia và Trung Quốc có thể dẫn đến khó khăn trong việc đạt được sự thống nhất trong các vấn đề chính trị và nhân quyền. Về chiến lược và tính toàn cầu của vấn đề, các vấn đề như là biến đổi khí hậu, an ninh mạng và y tế toàn cầu đang yêu cầu sự hợp tác quốc tế rộng rãi, trong đó Trung Quốc đóng vai trò quan trọng. Do đó, nhiều quốc gia có xu hướng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động một cách mạnh mẽ chống lại Bắc Kinh. Tóm lại thì việc chống lại Trung Quốc có thể gặp khó khăn do một sự kết hợp của các yếu tố kinh tế, quân sự, chính trị và chiến lược toàn cầu. Thế cho nên, chặn đứng tham vọng bá quyền của Bắc Kinh thì thế giới cần có một mạng lưới hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược như là các quốc gia đối thủ của Trung Quốc, đồng minh truyền thống và các tổ chức quốc tế. Sự hợp tác này có thể bao gồm cả kinh tế, an ninh, chính trị và các lĩnh vực khác để tăng cường sức mạnh chung và đào tạo sự đồng thuận quốc tế. Hơn nữa, cũng phải phát triển chiến lược kinh tế dựa trên đầu tư và phát triển hạ tầng, tăng cường sản xuất và đẩy mạnh thương mại với các quốc gia khác nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Quan trọng là đầu tư vào năng lực quân sự và an ninh quốc gia, cùng với việc tăng cường hợp tác quân sự với các đối tác chiến lược nhằm đáp ứng các thách thức an ninh từ Trung Quốc. Nhìn chung, phải có chiến lược rõ ràng và sự đồng thuận của quốc tế thì mới có thể đưa Trung Quốc vào đúng vị trí của nó thay vì để vòi bạch tuộc của những tham vọng trị vì thế giới. Khi thế giới vẫn còn phụ thuộc càng nhiều vào Trung Quốc thì nhà cầm quyền Bắc Kinh càng có nhiều đòn bẩy để trả đũa. Cho nên nhiều người Mỹ vẫn kêu gọi nhau rằng đây là thời kỳ thức tỉnh, là lúc không thể mơ màng với Trung Quốc mà phải tỉnh táo và thận trọng. Trung Quốc đã đi quá xa so với nhiều suy nghĩ mơ màng của các chính trị gia phương Tây mà họ đang nghĩ. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở bên dưới để tiếp tục thảo luận. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!